mỗi ngày. Phần bánh xốp mềm, thơm mùi phô mai và bacon đặc trưng kết hợp với trứng lòng đào béo béo, bé nào cũng mê. Để làm được món bánh mà vừa ngon, vừa nhanh, vừa tiện á thì chúng ta có thể sử dụng bột bánh rán pha sẵn. Và ngày hôm nay á, Quốc Nghị sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh crepe áp chảo. Theo chuyên gia dinh dưỡng á thì món ăn này còn giúp hỗ trợ trí não làm việc hiệu quả luôn đó. Chúng ta cần xúc xích xông khói thì các bạn có thể cắt thanh ra như thế này. Tiếp đến á, hành lá thì các bạn sẽ cắt nhỏ. Thịt ba rọi xông khói thì các bạn sẽ cắt sợi. Bây giờ chúng ta sẽ pha bột nha. Chúng ta sẽ dùng một gói bột bánh rán pha sẵn bữa sáng dinh dưỡng cho vào thau nè. Với bột bánh rán này thì rất là tiện lợi, dễ dàng tạo ra một bữa ăn hoàn chỉnh, đầy đủ chất dinh dưỡng. Và ngoài ra chúng ta còn có thể biến tấu thành nhiều loại bánh thơm ngon khác. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ cho vào đây 270ml sữa tươi không đường, trộn đều lên. Chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng canh hành lá cắt nhỏ, khuấy đều lên. Để áp chảo bánh crepe á, thì các bạn dùng một cái chảo chống dính nha, bật lửa lên. Cho vào đây 1/4 cái lượng bacon nè, đã cắt sợi nè, sẽ xào cho nó tươm mỡ ra. Chúng ta nên hạ lửa thiệt nhỏ trước khi đổ bánh crepe để cho bánh chín đều và đẹp mắt hơn. Cái bacon là tươi mỡ thì các bạn sẽ hạ nhỏ lửa cho cái phần bột nè. Cùng với đó mình lắc chảo để nó tạo thành một cái lớp mỏng. Đập một quả trứng gà ra chén nè, xếp xúc xích nè, cắt sợi thành cái hình vuông. Cái mục đích là mình sẽ gấp cái bánh lại, nó có hình vuông và trứng nó không có bị chảy ra ngoài. Cho trứng gà vào. Bây giờ chúng ta sẽ gấp 4 góc của bánh nè. Chúng ta nên đại nắp chảo khoảng 2 phút để cho lòng trắng nó chín đều và lòng đỏ nó chín lòng đào. Chỉ trong tích tắc thôi, các bạn sẽ có ngay cái bánh crepe áp chảo vô cùng hấp dẫn, một bữa sáng rất là dinh dưỡng cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày ra đĩa và thưởng thức. Bây giờ Quốc Nghị sẽ mời Minh Phương thưởng thức món bánh crepe áp chảo này và cho cái cảm nhận nha. Anh nghĩ ở cái phần vỏ bánh crepe á, mềm nè, ngọt vừa và thơm cái vị phô mai đi kèm với một chút béo béo của trứng gà, mặn mặn của thịt xông khói cũng như là xúc xích và thơm mùi hành. Món ăn này Minh Phương nghĩ không những ngon mà sẽ càng thú vị hơn nếu như các bạn khán giả làm cùng với những bạn nhỏ ở nhà. Chúc các bạn sẽ thành công. Và để đạt được hiệu quả dinh dưỡng á, thì các bạn có thể áp dụng món này cùng với một bản thực đơn tham khảo sau đây các bạn nhé.